giả và bà con, Bến Tre được mệnh danh là thủ phủ của dừa vì diện tích trồng loại cây này lớn nhất ở Việt Nam. Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp nhìn ra giá trị thực sự của dừa, từ đó tổ chức khai thác có hiệu quả, đồng thời thúc đẩy sự gắn kết giữa các doanh nghiệp chế biến và nâng cao chuỗi giá trị, góp phần đưa ngành sản xuất, chế biến các sản phẩm từ dừa phát triển mạnh mẽ. Hãy cùng chúng tôi đến tham quan nhà máy sản xuất nước dừa đóng hộp để hiểu rõ hơn quý vị nhé. Là vùng đất ngập nước lợ với bùn, đất sét nằm trong cụm Cù Lao cuối cùng nhận đẫm phù sa của dòng Mekong, nên những vườn dừa ở Bến Tre luôn tươi tốt và năng suất ra trái cũng cao hơn những nơi khác. Nếu như trước đây những sản phẩm từ trái dừa có giá trị thấp, thì nay trong thời kỳ hội nhập, cùng với tư duy sáng tạo và sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã có những bước đột phá tạo nên sự đa dạng sản phẩm, làm hài lòng người tiêu dùng trong và ngoài nước. Những năm gần đây, nước dừa là sản phẩm giải khát được ưa chuộng trên thế giới. Từ năm 2008 đến 2013, sản lượng tiêu thụ nước dừa đã tăng gấp đôi, từ 51 triệu lít lên 116 triệu lít, đạt doanh thu lên đến hàng trăm triệu đô la mỗi năm. Yếu tố này đã thôi thúc công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre Betrimex đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nước dừa đóng hộp với công suất lên đến 37 triệu lít sản phẩm một năm, mang lại giá trị gia tăng cho cây dừa, nâng cao tính cạnh tranh và hoàn thiện chuỗi giá trị các sản phẩm từ dừa. Đối với chúng tôi thì cái vùng nguyên liệu ổn định là cái yếu tố rất là quan trọng. Do vậy mà từ năm 2012 thì Betrimex đã đẩy mạnh cái việc là hợp tác với người nông dân. Chúng tôi gắn kết chặt chẽ với nông dân, thực hiện các cái chương trình như là bao tiêu sản phẩm đầu ra, rồi mua thu mua trực tiếp từ nông dân với cái giá bằng hoặc là cao hơn giá thị trường, cũng như là hướng dẫn nông dân cái kỹ thuật canh tác, chăm sóc. Đó là những cái biện pháp để mà chúng tôi tạo được cái mối liên kết chặt chẽ với người nông dân và do đó mà có được cái vùng nguyên liệu, cái nguồn nguyên liệu ổn định và chất lượng đủ cho cái nhu cầu của nhà máy. Nhu cầu sử dụng thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên và đạt các tiêu chí về an toàn vệ sinh thực phẩm ngày càng được người tiêu dùng quan tâm. Chính vì thế, quá trình sản xuất phải đảm bảo chất lượng từ nguồn nguyên liệu đến quy trình sản xuất khép kín trên dây chuyền công nghệ hiện đại để giữ được trọn hương vị thuần khiết và các dưỡng chất sẵn có của nước dừa. Ngoài ra, công tác tổ chức tập huấn cho người dân trồng dừa theo tiêu chuẩn hữu cơ được Betrimex đặc biệt quan tâm với mục đích cho ra đời những trái dừa sạch, năng suất cao, an toàn khi sử dụng và đảm bảo hệ sinh thái cây trồng. Ở Betrimex của chúng tôi là đã ban hành ra một cái văn bản quy định về những tiêu chuẩn lựa chọn chất lượng nguyên liệu đầu vào. Chẳng hạn như là dừa phải đạt cho độ tuổi 11 tới 12 tháng tuổi, những trái dừa rám vàng, còn những trái dừa mà không đạt chất lượng như đã bị lên mầm hoặc là bị trăng ăn, bị hư, bị điếc thì chúng tôi sẽ loại ra để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Còn riêng đối với cái nguyên liệu dừa hữu cơ á, thì vườn dừa phải được canh tác đúng với tiêu chuẩn hữu cơ, không sử dụng phân bón hóa học hay là thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học. Đầu tiên thì công ty cũng hỗ trợ cho nông dân á, thì cũng một năm phân. Và chỉ cách tập huấn coi như xuống tận vườn, chỉ cách trong khi rải và tưới nước như thế nào, đẩy như thế nào. Đó là một cách và rất có hiệu quả, cũng như là trái to nè, rồi trong khi đó là đoạt tiêu chuẩn dừa sạch, rồi trong khi là da láng nữa, và đậu cũng là nhiều. Về vấn đề hiệu quả kinh tế, coi như qua một năm rồi thì dừa mình mới thấy là kết quả cao. Quá trình sản xuất nước dừa đóng hộp CocoSim được tuân thủ theo quy trình khắt khe để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các công nhân vào khu chế biến nước dừa phải được khám sức khỏe kỹ càng và tách trùng tuyệt đối để không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, sản phẩm được sản xuất từ 100% nước dừa nguyên chất và đóng hộp trên dây chuyền hiện đại nhất thế giới của Tetra Pak, Thụy Điển, sử dụng công nghệ tiệt trùng UHT trực tiếp tiêu diệt các vi sinh gây hư hỏng. Sản phẩm còn sót trong quá trình thanh trùng và có khả năng giữ lại hương vị nguyên chất của dừa, giúp kéo dài thời gian sử dụng, hoàn toàn không có chất bảo quản hay chất tạo màu nhân tạo.
đối với cái thị trường nước dừa và cũng như là sữa dừa thì rất là tiềm năng, bởi vì cái nhu cầu của người tiêu dùng về những cái sản phẩm mà sạch, có nguồn gốc từ thiên nhiên cũng như là thân thiện với môi trường thì nó tăng trưởng rất là mạnh, và cái tốc độ tăng trưởng của cái thị trường này nó rất là tốt, khoảng đâu đó 25% mỗi năm. Cái thứ hai là về cái sản phẩm của chúng tôi á, thì chúng tôi lấy cái yếu tố là chất lượng là cái yếu tố quan trọng hàng đầu, bởi vì chất lượng làm nên cái thương hiệu, cho nên là sản phẩm được thị trường đón nhận rất là tốt cả trong và ngoài nước. Và hiện nay thì sản phẩm CocoSim của Betrimex đã có mặt trên khoảng 20 quốc gia trên thế giới rồi. Hiện sản phẩm cũng có mặt ở nhiều thị trường xuất khẩu khó tính tại châu Á, châu Mỹ, châu Đại Dương, EU. Đây là tín hiệu tích cực để các doanh nghiệp trong nước tiếp tục đẩy mạnh phát triển các dòng sản phẩm từ dừa như sữa dừa, nước cốt dừa, dầu dừa theo các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Trong tương lai thì chúng tôi tiếp tục mở rộng và phát triển các cái dòng sản phẩm mà tận dụng được toàn bộ cái chuỗi giá trị từ trái dừa, đa dạng hóa cái sản phẩm từ dung tích tới hương vị để chúng tôi đáp ứng được cái nhu cầu đa dạng của thị trường. Cái đó là cái chuyện chúng tôi mở rộng cái dòng sản phẩm. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ra những cái sản phẩm mới, ví dụ như là sữa dừa uống, và đó là cái xu hướng rất là mới và rất là mạnh hiện nay. Với lợi thế và dấu ấn thương hiệu vốn có của đặc sản dừa Bến Tre, việc đa dạng hóa chuỗi sản phẩm từ dừa sẽ góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như cả nước. Đồng thời, hoạt động này cũng nâng tầm vị thế của trái dừa Bến Tre trên bản đồ ẩm thực Việt Nam và trên toàn thế giới.